một tiết đã. Ở lại với chị mẹ mới sao lại kêu mẹ hả? Đi vòng vòng ra đó đi ra đây thôi là cái này nhẫn là bằng bạc hả chị? Này là nhẫn bằng bạc hả? Tờ chiếc nhẫn là 2 triệu mấy. Cái này nó bán là nó bán cái gì? Dạ đúng rồi. Yeah.